Nào muốn chơi chẵn lẻ banh tự động lên ngay Vubip.me, hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, giao dịch tự động 24/7, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Heyo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với tựa game Metastorm của VNG. Và đập vào mắt chúng ta là một cái banner quảng cáo cho một khẩu súng mới nha bạn. Một khẩu súng S6 nòng, à không, đây là khẩu 3 nòng Saber ngày xưa, nhưng bây giờ nó dịch. Ở trong này nó tên là Underwood Gazer nha bạn, Underwood Gazer. Đó, nó tên là như vậy nha anh em, tên tiếng Anh của nó vậy, Underwood. Under nghĩa là dưới, Wood nghĩa là thế giới, dưới thế giới à? Ờ, khẩu súng dưới thế giới à? Tổ đội mạnh mẽ, tăng thêm sát thương, gây thêm sát thương cho vật, cho mục tiêu bị trọng thương nha anh em nhé. Chúng ta hãy cùng xem thử cái khẩu súng này. Ở đây anh em, vũ khí bản đặc biệt 90 lần anh em sẽ chắc chắn đào ra vũ khí sử thi. Nhưng mà đây là vũ khí huyền thoại anh em nhé, Underwood Gazer. Nó không cho anh em trải nghiệm mà, đúng không anh em? Đây, chúng ta hãy cùng xem cái khẩu này nha anh em nhé. Chắc là nó phải có một cái gì hoạt động gì đó để cho anh em trải nghiệm ở trong này chứ nhé. Đây, cùng nhận súng phân cực đây anh em. Điểm danh tháng 3 hết này, ngày 7. Quân đoàn xúc kích này, thử thách hỏa lực. Đây, Lily này anh em này, đặc công này. Chia sẻ Lily hoặc Underwood Gazer nha, chia sẻ. Đó, gửi, đó, chia sẻ thành công nha. Sở hữu Lily ở hiển thị thành chính. Nhân vật này là đây, trải nghiệm đây nha. Ngày thứ 199 đây, trải nghiệm nhân vật mới. Thế nó cho con quay cả luôn nhân vật mới anh nha. Nhân vật mới làm gì đã quay được anh nha, đúng không? Nhân vật mới làm gì đã quay được đâu, đúng không? Đây làm gì có nhân vật mới đâu anh nha. Đây vẫn đặc biệt giới hạn dành cho Alessio này, dành cho Zoe này, đúng không? Lily làm gì đã cho. Bây giờ nó chỉ cho chúng ta chỉ trải nghiệm cái khẩu súng này thôi. Đây thì anh em xem ở đây cho anh em nhé. Đây, súng đây anh em xem ở đây. Khẩu súng đây là khẩu phân cực đúng không? Đâu nhỉ? Đâu anh em nhỉ? Súng mới đâu nhỉ? Đây, Underwood Gazer cho anh em nhỉ? Underwood Gazer. Đó, khẩu này thì tấn công 700 HP dị thường tăng 3%, bộ số DPS 246,7%, tầm bắn chung hộp đạn có 20 viên thôi. Tốc độ bắn thì thấp nha anh em nhé. Đây là cái cách mà khẩu Underwood Gazer này bắn ra, anh em nhìn thấy. Bắn từng viên một, sau khi mà tích đủ đạn thì nó sẽ bắn ra, đúng không? Tích đủ 5 viên đạn thì nó sẽ bắn ra 3 luồng, anh em có thể hình dung được, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm Lily ở trong này. Lily nó chưa cho quay đâu anh nhé. Đây, thử ngay hỏa lực mới anh em nhé. Sau 14 năm phân cực hoàn thành một chiến dịch tổ đội. Cái này có cuốc này anh em này. Đâu nhỉ? Nó vừa cho chúng ta đây trải nghiệm nhân vật mới và vũ khí mới anh em nhé. Đó là Lily đặc công, cùng với đó là khẩu Underwood Gazer. Thế anh em nhìn này, ở đây nó đang ưu tiên dành cho khẩu này và Lily này. Bộ đây là anh em nhỉ, nó đang dùng là bộ 4 món liên minh số 3, lõi liên minh 3 anh em nhé. 4 món liên minh 3 cùng với đó là 2 món liên hiệp số 1 anh em nhé. Đó thì đây là một trong những cái lõi mà nó cơ bản dành cho Lily anh em để dùng. Đây, nó cho anh em test Lily với cả khẩu gì nhỉ? Underwood Gazer 5 sao. Đó, giờ chúng ta đến dùng thử nha anh em nhé. Kỹ năng của Lily chắc anh em không lạ gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thử Lily, một trong những clone của tiến sĩ Gearpunk. Anh em là xem One Piece thì mới biết anh em nhé. Không cần ra trận cũng có thể trị liệu thằng bạo kích bạo thường. Ui, bày tỏ phát nổ, súng phân cực, làn đạn hủy diệt phạm vi rộng, xuyên địa hình, nhiều mục tiêu, tăng bất thường siêu nhanh. Đấy anh em, quan trọng là tăng bất thường siêu nhanh anh em nhé. Đây, không cần ra trận vẫn hồi máu nha anh em nhé. Đây. Đó, tích đủ đạn anh em nhé. Đây anh em nhìn này, đang tích được 3 viên, 5 viên này. Đó, 5 viên nó sẽ bắn ra nhiều mục tiêu. Đó. Còn không thì nó sẽ bắn từng viên một anh em nhé. Nói chung là phải tích, đúng không? Nói chung con này phải tích đạn anh em. Đây, Lily thì ném ra con thỏ nó sẽ hồi lại máu anh em nhé. Mẹ hồi nhiều rồi. Thỏ nảy 3 lần hồi nhiều máu rồi nhé. Đây nhá, ném nó sao thử 1-7 nhé. Ném nó thử 1-7 nhé. Ấy, ném thử một bầy thỏ chết hết luôn anh ạ. Cái khẩu súng này chắc là khó dùng anh ạ. Khẩu súng này chắc phải tích đạn. Anh em hiểu không? Khẩu này chắc phải tích đạn. Khẩu này chắc phải tích nha anh em. Tích thì nó mới bắn ra được 3 tiếng. Hết cái này nó bắn thành 1 phát 1. Anh em nhìn không? Đúng không? Nó phải tích thôi. Cái này khẩu này phải tích đạn. Này, bắn nó thỏ này ra này. Đó, 3 con thỏ này. Xong nó quay về không? Thỏ quay về nha anh em. Đó, ui, thỏ nảy ghê vậy. Mẹ thỏ này mẹ bao nhiêu phát vậy?
Thỏ này không biết bao nhiêu mục tiêu cho anh em nhá. Đấy, còn con thỏ này bay về hồi máu ấy. Ấy, anh em nhìn không, hồi máu kìa, kinh không, đây đứng đây hồi máu anh em nhá. Con thỏ này nó tự hồi máu rồi anh em. Anh em nhìn không, ba thỏ tự hồi máu ấy, ba thỏ tự hồi máu kìa. Ô mẹ, bao giờ ba thỏ này mới hết vậy anh em. Nói chung tích được ba con thỏ này trên đầu vào cho AD không bắn thì không mà một kiếp nó chết rồi anh em, đúng không? Hai ba con thỏ ấy. Ném xong ba con thỏ đứng hồi máu vô tận này nha. Đấy. À, mất máu này, lại hồi này. Đó. Nói chung là Lily chuẩn bị làm loạn tất cả mọi chế độ anh nha. Từ chiến đấu 3v3 cơ giáp rồi tổ đội các thứ thì Lily bắt đầu làm loạn này nha, đúng không? Lily chuẩn bị làm loạn hết rồi. Mọi thứ với Lily thời điểm hiện tại này loạn hết rồi anh em, đúng không? Còn cái đạn súng phân cực này anh em phải tích được đạn, không tích được đạn thì tù á, đúng không? Cứ phải bắn xong nó tích. Đó, cứ mỗi lần này được một phát này. Đó. Tích nó tích đạn nó khá nhanh đi nhá. Nói chung là chúng ta cứ tích đủ 5 viên này thì chúng ta bắn. Đúng không? Thì nó chất lượng hơn. Cứ tích đủ 5 viên thì bắn. Theo mình nghĩ là như vậy nhỉ. Còn thỏ này ném đi kinh không? Ấy, mẹ bay đi bay lại tứ tung, nảy mỗi con một phát. Thỏ quay trở về đi. Con thỏ này không quay trở về à? Đây nó rút máu đối phương nhỉ. Có đe bút thì anh em nhỉ. Đấy, sao nó quay trở về nhỉ anh em nhá. Sau bắt đầu con thỏ quay trở về, ném thêm con thỏ để cho hồi nhiều máu hơn nữa. Nói chung ở đây là một super boost và là chuyên gia trị liệu. Anh em nào thì sớm muộn thì cũng phải lấy rồi nha, đúng không? Sớm muộn thì mình nghĩ cũng phải lấy rồi, anh em không lấy không được. Đây là một nhân vật boost nó tối quan trọng, dùng cho tất cả mọi lĩnh vực này anh em nhá. Nó vừa có đe boost này, vừa có ấy đấy, nói chung là có tất cả mọi thứ đến từ Lily anh em nhá. Anh em không dùng Lily thật sự các bạn là một sai lầm. Anh em không dùng Lily, không lấy Lily thật sự là khai sai lầm anh em nhé. Hình như là ngày 17 mới ra mắt thì phải. Nói chung từ bây giờ anh em nên tích gì nhỉ? Ngày 17 đúng không? Ở trong này nó ghi rõ đây này. Nó ghi rõ cái hoạt động đây này. Ngày 12 không phải. Ngày 12, ngày 12 tháng 3 sẽ mở nhá. Hôm nay ngày 17 rồi. Vậy chúng ta phải tích quốc nha anh em nhé. Đó, nó sẽ ra 30 quốc hên xui, anh em mà đen là phải 90 quốc mới ra ấy. Thế là anh em sẽ tích cái quốc quốc nào nhỉ? Anh em sẽ tích cái quốc đây, quốc này nhá anh em nhé. Đúng nhỉ? Đúng rồi, tích cái quốc này nhá. Hiện tại mình đang có 14 quốc này. Nên mình mua mắc ở đây được 25 quốc nữa. 14 cộng 25 là vừa đủ. 14 cộng 25 là 39 quốc à? Vẫn phải tích thêm nhá anh em nhé. Đó. Nên mình nghĩ là anh em phải tích quốc dần là vừa, đúng không? Thời điểm này anh em tích kim cương tích quốc dần là vừa, đây còn cái gì nữa? Không tích là thọt đấy. Đúng không? Không tích là thọt đấy. Tích quốc mà chuẩn bị quay Lily thôi anh em, đúng không? Bá cháy thế thì không quay thì có mà lỗi à, đúng không? Không quay thì có mà lỗi với anh em à, đúng không? Bá cháy như thế mà không quay thì có mà lỗi với anh em ngay, đúng không? Nào, thử thách à. Chiến dịch tổ đội vực sâu là. Đó. Nhá hàng rồi đấy. Còn cái khẩu súng Underwood Underwood Gazer thì anh em thích lấy, không thích cũng được. Còn cái khẩu đấy trọng thương à? Khẩu đấy trọng thương mà cái hiệu ứng trọng thương là cái hiệu ứng cùi bắp nhất thì phải. Nếu mà để về xét ba dị thường nha anh em nhá. Xét về ba yếu tố dị thường ấy, ngon nhất nó sẽ là lửa, băng và suy yếu. Đúng không? Suy yếu lúc nào cũng cần anh em nhá, đúng không? Suy yếu lúc nào cũng cần, trọng thương thì mình không biết nữa. Nói chung rõ ràng là chúng ta vẫn cần ba hiệu ứng nhưng mà cái suy yếu nó vẫn ngon nhất. Trong tất cả các hiệu ứng ấy, thì suy yếu ngon nhất anh em nhá. mà mình hiện tại bây giờ đang là 15.923 thôi, vẫn phải đi được cái này nhỉ, đúng không? 15.000 mình vẫn đi ải 15 trước đây anh em nhé. Một nốt nhạc ông ấy 16.342, ông chui vào đây làm mẹ gì vậy, đúng không? Ông ấy 16.342 thì ông ấy chui vào đây làm gì vậy? Ông một nốt nhạc vậy. Hơi thắc mắc về cho ông một nốt nhạc anh em nhé. Ông ấy thừa điểm vào ải sau rồi, tại sao ông vẫn đi ải này vậy? Đúng không? 16.200 là đi được ải 15 rồi, tại vì ông phải đi ải 14 này làm cái gì, đúng không? Mình mà đi ải 15 thì mình đi ải 15 đấy chứ, đi ải 14 làm gì? À, sao thì chúng ta cũng tiến lên với ải 15 cụ dạy làm việc ấy. Đừng lười, đừng mà lười biếng nhá. Không được phép lười biếng ở đây cụ nhá. Không cho phép cụ lười biếng ở đây.
không được phép lười biếng ở đây. Không cho phép cụ lười biếng ở đây. Đầy nhiệt huyết, cụ phải nhiệt huyết lên, cụ mà không nhiệt huyết lên để con cháu chửi cụ đấy. Cụ không nhiệt huyết lên là con cháu chửi cụ đấy. One shot đúng không anh em, nhảy phát one shot. Ê lỗi rồi. Cụ mẹ lười biếng là không được, không cho phép cụ lười biếng. Không cho phép cụ lười biếng anh em nhé. Không được phép, cụ không được phép phải lười biếng ở đây, cụ phải nhiệt huyết lên. Con cháu trông chờ hết vào cụ rồi. Không cho phép cụ lười biếng ở đây kìa. Cụ phải làm việc cần lực lên, con cháu nó mới đi giải nó mới nhanh được. Ồ, không biết ai gọi nhà này. Ồ, anh em ra nghe điện thoại. Vãi thật. Lười biếng quá. Vẫn kịp lên, không kịp anh em ạ. Không kịp lên. Nào, mày ra đây, đứng hình lại. Mày gặp ba Lina này mày bắn thì mày chả đứng hình lại anh em. Đúng không? Ba Lina nó bắn thì chả đứng hình lại. Ngay láo nhè, bỏ lọ nhọ này láo toét thật, nhảy đau thế. Ui sao mình nhảy bay xa đấy nhở, sắt đau luôn anh nhá, vừa kịp sắt đau luôn anh nhá, sắt đau luôn. Xong một đợt đấy anh em nhá. Nói chung mỗi ngày làm hoàn thành hai ải đi. 16.200. Hôm nay là thứ năm, vậy là chúng ta kịp vào ải sau nhá anh em nhá. Bây giờ mấy ông chắc phải 20.000 quá nhỉ. Mấy ông chắc phải 20.000 lực quá anh em. Đúng không? Mấy ông chắc phải 20.000 lực quá. Vậy là ông một nốt nhạc đã ra đi. Ông trai làng này ông ông gọi máy làm cái gì vậy? Đây anh em nhé. Đấy, anh em 16.000 hết rồi. Giáo sư béo bẹo. Giáo sư béo bẹo. Làm việc của các cha con cháu đây. Anh em bắn này đúng lúc rồi đấy. Làm việc cùng con cháu đây. Nhiệt huyết lên. Con cháu nó mới nhiệt huyết theo cụ được. One shot. Ôi mít anh em. Tớ phát đấy one shot này chị. Phát đấy one shot này vẫn bị mít anh em.
shot rồi. Ồ, đúng hình nhỉ. Đúng hình thần trưởng. Nhiệt huyết rồi. One shot đấy, phát nhảy one shot đây nhỉ. Này cứ lên thẳng thôi. Và đấy các là Innova cái là vào luôn. Innova cái là vào luôn. Mẹ. Lao vào. Innova luôn đấy anh em nhé. Innova luôn. Innova luôn, đứng yên đấy. Mày đứng yên đấy. Nhảy à, lăn lội ở trên đường đời à, lăn lội trên đường đời à, mẹ này vẫn còn một chấm máu ấy, cày thôi. Lăn lội trên đường đời với chúng tôi nhá. Ok anh em nhá, xong hai ai, xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, mỗi ngày hai ai. Thực ra tính rất đơn giản là chúng ta đi bốn ải đúng không anh em, có thêm lượt ở đây nữa, mỗi tội thế lực không đủ. Thực ra là 4 lượt đấy, không ít đâu. Trở về nào. Trở về nào. Ồ, mấy ông kia ông thoát luôn rồi nha. Đúng không? Xong cái là cũng đi 2 ải thôi. Mấy ông chỉ đi 2 ải thôi. Một ngày 4, 7 ngày, 28 lần. Ờ, xong có khi anh em đi hơn. À, trái tim Nami à. Cố up lên rồi anh em. 16.200 à. Nghe chuyện không đủ rồi. Trung tâm Nami. Ấy à, nhiều thế. Ba mươi à, cho lên 30. 28 à, 29 này, 30 này, 30 này. Thằng này cho lên 30 à. Đấy, thằng này lên 29 à, thiếu lõi à. Thằng này chắc là thừa. Được rồi. Đấy, thiếu nhiều ấy nhỉ. Thằng 20 điểm đây nhỉ. Thằng 10 điểm. Thiếu lõi rồi. 16073. Mai à, vẫn phải mai à. Giám định lõi đây, 31 quả lõi đi nha. Có đây chú năng này. Lên 30 này. 16083. Thằng này 28. Thêm 10 điểm nữa. 16093. Ok. Cứ tạm thời thế đã nhỉ. Đúng không? Cứ tạm thời thế đã, được cái gì hay cái đấy. Được cái gì thì hay cái đấy đã. Không vội anh em nhá. Sau đó thì làm thêm một quả này. Tinh anh nữa, hợp lý anh em. Cứ như vậy thôi. Cứ đều đều như vậy thôi. Cứ đều đều như vậy thôi. Ghét. Chờ dự kiện 12 giây và chúng ta sẽ có đối thủ rất nhanh chóng sẽ xuất hiện rồi anh em, rất nhanh chóng sẽ xuất hiện mà thôi, chấp nhận. Và đó là Ryumen, vâng ạ, người đàn ông đích thực, đúng không? Ryumen, tôi có thể đoán được, mặc dù bạn ấy chơi chữ 4 liên thắng, mặc dù bạn chơi chữ nhưng tôi có thể nhìn và đoán ra thì bạn ấy là Ryumen, người đàn ông đích thực thì lại thích đực. Okay.
chịu nha. Khó chịu nha. Ui ôi, lại quên vẽ mất cá rồi. Cá nó thả ra đây bây giờ không. Nó vãi lọ. Chạy lên đúng mõm một cái. Chạy lên đúng mõm một cái, thả ra ném cho phẹt. Thú thật. Rồi, ok đấy mà. Clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. See you again và thank you. Bye bye. Chúc em một ngày mới tốt lành nhá.